Xin chào mọi người, hôm nay CNT Shop sẽ giới thiệu đến các bạn suýt C9224T-E. Đây là dòng suýt mới của Sico, lăn trình năm 2019. Và dòng này theo recommend của hãng là sẽ thay thế cho dòng 3650. Cụ thể là mã suýt là 365024T-S, tức là dòng suýt Layer 3, dùng làm core suýt cho các cái mạng LAN, campus với size hoặc quy mô là medium hoặc là lớn một chút, medium hoặc là gọi là lớn một chút. Thì thông thường thì những cái suite như này sẽ làm có suite cho số lượng user khoảng 1.000 đến 2.000 user. Khi mở hộp ra thì chúng ta thấy này, trong hộp sẽ có một cái tờ license Cisco C9200 Network Essential 24 port license. Thì là cái dòng, tất cả các dòng suite mới của Cisco ấy, là C9200, C9200L hoặc C9300, C9300L, C9500 đều phải mua kèm theo một license Essential hoặc là Advanced. License Essential là có những cái tính năng cơ bản, basic feature của Layer 3. Còn Advanced thì nó full tính năng Layer 3, nó có các cái tính năng như là VLAN, HSAP hoặc là VIA hoặc là VAS. Mở suýt ra chúng ta thấy có một dây cáp nguồn, một cái dummy và một cái tách kít bao gồm ốc kít và một cái kít nhựa để bắt dây nguồn, để giữ dây nguồn. Mặt sau của suýt thì có cổng console này, đây mọi người nhìn thấy cổng được đánh dấu màu xanh này, cổng được tiến áp lên đây, cổng console, cổng quản trị này, và cái cổng được đánh dấu màu vàng và cái mũi tên này sẽ chỉ xuống này. Hai mô đun quạt đấy. Và hai slot thì sẽ lấy hai slot để cắm mô đun stack kit. Mô đun stack sẽ cắm vào đây. Mọi người chú ý nhé, đối với dòng C9200 thì sẽ có hai line sản phẩm, mà một line là C9200 và một line là C9200L. Thì tất cả những phụ kiện của C9200 thì phải có mã là C9200. Còn phụ kiện của mã của C9200L sẽ có mã là C9200L. Thì đây sẽ phải dùng cái mã là C9200 stack kit thì mới lắp được, mới working cái suýt. Thì đây, nói qua stack thì sẽ phân biệt cho các bạn thấy. Đây là stack của C9200, đây là stack của C9200, còn đây là stack của C9200L. Đây là stack của C9200L đây. Thì đối với stack của C9200 thì băng thông throughput lên đến 160 GB, còn stack của C9200L chỉ có 80 GB. Và mọi người xem này, khi mở hộp ra thì sẽ có hai module stack, hộp to như module stack thì một cái bé thôi, hai module này sẽ được dùng để cắm vào hai chỗ này, và một dây stack kit này là 50 cm. Dây stack này là 50 cm, stack kit 50 cm, và một cái tool vít để vặn, tool vít sao 5 cách để vặn hai cái cover này để lắp stack vào. Có một nguồn đi kèm cho một nguồn. Thì dòng suýt C92 sẽ sử dụng 3 loại nguồn: 125W,
600W và 1000W đối với loại nguồn DC AC. Còn loại nguồn DC nguồn một chiều DC thì có một mức là 600W. Thì cái này rất quan trọng để khi mà các bạn cần mua thêm nguồn lắp thêm. Mua nguồn lắp thêm thì đối với cái dòng C9224 port không có PV thì chỉ cần thì đi kèm theo nguồn đi kèm theo switch bao giờ cũng là 125W. Vì vậy khi mà mua nguồn lắp thêm mình sẽ mua cái con nguồn C6 125W để lắp ra. Chúng ta đi xem mặt trước của switch. Đối với mặt trước của switch chúng ta thấy có một nút start này, hai cổng USB thường này, một cổng mini USB này, 24 port 1G đồng và một slot. Đây, trong bên trong này là một slot để cắm module uplink mở rộng. Thì muốn cắm module uplink mở rộng thì phải remove cái cover, slot cover này ra bằng cách là dùng cái tu vít để vặn cái ốc này ra thì remove cái này ra được và bạn sẽ lắp được cái module mở rộng. Thì đối với dòng C9200 thì có các cái module mở rộng như là cung cấp 4 cổng 1G, cung cấp 4 cổng 10G hoặc là cung cấp 2 cổng QSFP 40G. Nhưng đối với mã C9224T-E thì chỉ có lắp được hai loại module duy nhất là loại module C9200 NM4G, tức là module này sẽ cung cấp 4 cổng 1G. Module thứ hai là C92NM4X thì module này sẽ cung cấp 4 cổng uplink 10G. Trên đây thì mình vừa giới thiệu qua dòng mã switch C9200 24T-E. Như recommend của Cisco thì mã này sẽ thay thế cho dòng C3650 24T-S. Và nhưng performance tính năng cũng như là cấu hình phần cứng lớn được cải thiện hơn rất nhiều so với C3650 24T-S. Thì dòng này thì có khả năng switching capacity là đến 128G và khi mà stacking lên là 288G, còn forward ingest thì là 595 MB/s. Khi stacking lên thì là 214 MB/s. Dòng này mã switch này đi kèm với license DNI, nó rất đáng để thay thế cho các dòng 3650 24T-S hoặc là các cái yêu cầu nâng cấp mạng, các yêu cầu nâng cấp mạng cũng như là các yêu cầu mà xây dựng các cái mạng mới. Các bạn nên consider dùng các dòng này làm core switch. Trên đây thì CNBC Shop vừa giới thiệu qua mã switch 24T-E, switch C922 24T-E. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc là có yêu cầu gì về switch xin hãy Zalo, Skype, email cho chúng tôi sẽ giải đáp tất cả yêu cầu thắc mắc của các bạn. Hiện tại trong kho của CNBC Shop đang có rất nhiều cái mã switch như thế này stock sẵn để phục vụ các bạn. Nếu bạn thấy video này có ích với bạn thì hãy like, share và subscribe của kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.